Lên trên cái thằng list view này rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thực hiện cái chức năng tiếp theo là gì? Mình sẽ thêm một cái thằng nhân viên mới. Thì ở trong thêm thằng nhân viên mới này á, nó khác một xíu, đó là gì? Trong cái giao diện của thằng nhân viên mới này, mình sẽ có thêm một cái giao diện nữa. Mình cũng có thêm một xử lý chức năng nữa chứ. Đó là gì? Xử lý chức năng ở trên spinner. Xử lý chức năng trên spinner nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau ha. Đầu tiên để mình có thể thêm được nhân viên á, thì mình sẽ tạo cho nó một cái nút. Ví dụ như ở đây, theo cái bài assignment của mình á, bây giờ mình cứ làm theo đúng cái assignment trước nha. Rồi từ từ là mình sẽ nâng lên cho nó hay. Ví dụ như ở đây, bây giờ trong cái assignment này các bạn thấy là gì? Mình sẽ có một cái nút thêm nhân viên mới ha. Ở đây ghi nó bị sai. Thêm một cái nhân viên mới. Và cái giao diện của thêm nhân viên mới này nó sao? Cái button này nè, nó sẽ là một cái nút mà nó có cái viền là màu trắng, đúng không? Và nó sẽ sao? Nó sẽ có gradient. Gradient chuyển màu ha, từ màu này sang màu này, đúng không? Vậy thì bây giờ mình cũng sẽ làm được y chang như vậy luôn. Vậy thì bây giờ đầu tiên á là gì? Trong thằng activity này nè, trong thằng activity nhân viên ha, mình đầu tiên là mình sẽ tạo cho nó cái button trước đi đã, từ từ mình tính tiếp ha. Rồi, set cho nó cái test là thêm nhân viên mới, được không? Rồi, thêm nhân viên mới ha, các bạn thấy đây, thêm nhân viên mới. Bây giờ thằng thêm nhân viên mới này á, nó phải là viết in hơn. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi test on cap ha. Rồi, test on cap bằng true. Đó, nó viết in hơn. Rồi, set cho nó cái size trước đi, size chữ 24 SB đi. Đấy, nó sẽ bự ra như thế này. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình custom nó này. Mình custom nó thì mình custom sao? Bây giờ nó muốn là gì? Có màu xanh, viền màu trắng, đúng không? Vậy thì đơn giản thôi, mình chỉ cần là gì? Tạo cho nó một cái drawable. Nó tương tự như là cái thằng mà các bạn xử lý trong cái thằng main activity á, cái nút mà màu trắng trắng á, ở trong thằng main activity đó. Thì ở đây mình sẽ xử lý tiếp tục luôn. Đây, trong drawable mình sẽ tạo cho nó một cái drawable result file ha. Đặt tên cho cái thằng này là custom add. Button add đi ha, custom button add. Là custom cái nút thêm vô. Custom cái nút thêm ha, rồi nhấn ok. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có một cái thằng variable, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng cái shape của mình nè. Rồi, bây giờ đầu tiên là gì? Mình muốn là mình có một cái viền trước. Mình có một cái viền trước. Vậy thì cái viền ở đây mình sẽ sử dụng là gì? Stroke ha. Rồi, thì viền này mình sử dụng hai thuộc tính thôi. Đó là gì? Width với lại là color. Width là ví dụ như là 2 dB đi. Đó, là nó có nghĩa là gì? Cái viền của nó ha, có độ dày là 2 dB. Rồi, thằng thứ hai là mình sẽ cho cái color của thằng này. Vậy thì color của thằng này là màu gì? Color thằng này là màu trắng, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng là color. Rồi, ở đây mình có sẵn cái white này. Đó, mình để nó là màu trắng luôn. Hoặc là ví dụ các bạn không có thích gọi cái color white này thì các bạn có thể sử dụng là FFF. FFF ha, thằng FFF thì nó cũng sẽ hiển thị ra màu trắng thôi, không có gì hết trơn. Rồi, tiếp theo là gì? Bây giờ cái background của nó là radiant, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ gọi cho nó cái radiant. Rồi, gradient ha, thì trong gradient này nó sẽ có ba cái thuộc tính chính, đó là gì? Start color, center color với lại end color, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ gọi start color, nó là cái màu mà bắt đầu mình chuyển. Vậy thì cái màu mà mình chuyển đây, mình cho nó một cái màu trước đi ha. Rồi, ở đây ví dụ ở đây màu xanh đây. Đấy. Thì start color có nghĩa là gì? Màu bắt đầu để gradient thì nó sẽ là màu xanh. Và mặc định là nó sẽ chuyển sang màu trắng, đúng không? Bây giờ mình muốn là gì? Mình muốn chuyển sang một cái màu xanh của mình, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là gì? Gọi center color. Nó là cái màu chính giữa của cái màu radiant, đúng không? Vậy thì ở đây cho nó thêm một cái màu nữa nha. Đây, ví dụ như ở đây là mình lấy màu xanh này. Đó, các bạn thấy ha, chuyển từ màu xanh đậm nó sang nhạt giòn này. Và cuối cùng là gì? Mình sẽ có cái end color luôn. End color ha. Rồi, một cái màu xanh này. Đấy, ngay lập tức là gì? Các bạn thấy là từ màu xanh này nó sẽ chuyển nhạt dần sang màu này. Đó, thì mình sẽ có được cái gradient nè. Và ngoài cái gradient ra thì ở trong cái nút của mình á, mình còn cái corner radius nữa. Có nghĩa là gì? Bo góc của cái thằng đó nữa. Vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng cái corner. Rồi, set cho nó cái radius ví dụ như là 30 dB đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ bo một cái góc 30 dB như thế này. Rồi, vậy thì khi mà các bạn bo góc xong, xử lý xong hết những thằng này rồi thì các bạn chỉ cần là gì? Trong cái thằng button này nè, set cho nó cái background ha. Set cho nó cái background, nó chính là bằng custom button add.
đúng không? Và đồng thời là gì? Custom Botnet xong rồi đúng không? Đồng thời là mình sẽ set cái background type của nó là null. Rồi, cái background type này, chỗ này nó phải là chữ app. Đó, thì nó mới ăn. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Mình sẽ có một cái nút hiển thị này, màu xanh như thế này ha. Rồi, các bạn chưa có thấy rõ về cái width của nó đúng không? Cái width của nó thì các bạn có thể là gì? Đẩy cái width thằng này nè, nó bự bự lên là các bạn sẽ thấy ví dụ như là 5 dB đi chẳng hạn. Đó, thì khi mà các bạn qua bên này nè, các bạn sẽ thấy là nó rõ hơn. Ha, nó rõ hơn ha. Đấy. Tại vì cái chỗ này nó màu trắng nên là các bạn sẽ khó thấy, nhưng mà hai cái màu này nó đang là hai cái màu khác nhau nè. Nếu như các bạn thấy nha, hai cái màu khác nhau. Rồi, ok ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có được cái nút đầu tiên. Rồi, đặt ID cho cái nút này luôn ha, btn thêm nhân viên. Rồi. Vậy thì mình có cái nút thêm nhân viên. Rồi, vậy thì bây giờ mình có nút thêm nhân viên xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là xử lý cái thằng này. Rồi, vậy thì xử lý thằng này mình xử lý làm sao? Bên thằng nhân viên activity này mình sẽ ánh xạ thêm cái nút thêm nhân viên của mình, đúng không? btn thêm nhân viên. Rồi, file view by ID rồi chấm ID chấm btn thêm nhân viên. Rồi, ánh xạ xong thì bây giờ mình sẽ set sự kiện click cho nó, đúng không? Rồi, vậy thì set sự kiện click thôi. btn sẽ click listener ha. Rồi. Thì cái sự kiện click này nó mình mong muốn là gì? Nhấn vô thì nó sẽ qua thằng thêm, đúng không? Rồi sau khi mà người dùng nhập toàn bộ thông tin ở trong thằng thêm xong, nhấn thêm thì ngay lập tức là gì? Từ cái thằng thêm nó sẽ quay trở ngược về thằng này và nó sẽ update lại cái danh sách, đúng chưa? Vậy thì sao? Bây giờ mình sẽ đầu tiên là gì? Tạo cho nó cái activity thêm nhân viên cái đã nha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó activity thêm nhân viên ha. Tạo cho nó một cái activity mới. Rồi, đặt tên cho nó là thêm nhân viên. À, thêm nhân viên ha. Rồi, ok. Đó, tạo cho nó một cái activity tên là thêm nhân viên. Thì ở trong cái thằng thêm nhân viên này mình sẽ xử lý nhanh ha. Xử lý nhanh về cái giao diện để mình có thể là xử lý chức năng tiếp tục. Rồi, cho nó một cái linear ha. Linear layout này. Rồi, set cho nó orientation là vertical. Rồi, trong này mình có thể xử lý nhanh nè. Set cho nó một cái test view ha. Max parent content, sẽ cho nó cái test là thêm nhân viên. Rồi, ok ha. Cho nó alignment. Test alignment center. Rồi, cho nó vô chính giữa, sẽ cho nó cái size chữ 24 SB. Đó, rồi set style cho nó đi, ví dụ vậy ha. Post. Rồi, set cái color cho nó. Đó, các bạn có thể là làm sao cho nó đẹp là được nha. Ở đây mình làm đơn giản thôi. Rồi, hiển thị ra được cái từ thêm nhân viên. Rồi, sau đó là gì nữa? Mình sẽ có thêm nhân viên á, thì mình có ba cái thông tin đúng không? Đó là gì? Là mã, tên với lại là phòng ban. Nhưng mà cái phòng ban ở đây nó có đặc biệt là gì? Mình sẽ không có nhập phòng ban. Mình không nhập phòng ban nha. Mà mình sao? Mình sẽ sử dụng spinner để mình có thể load được cái danh sách phòng ban lên trên này. Được không? Ha, load được danh sách phòng ban lên trên này. Vậy thì ngay chỗ này mình sẽ có cái edit test ha. Hoặc là ví dụ các bạn có thể là xử lý cái thằng này cho nó đẹp hơn một xíu cũng được luôn. Ví dụ như vậy nè, để nó 30 dB đi cho nó bự. Rồi, ví dụ ở đây ha, mình để cho nó cái test view như vậy nè. Rồi, ở đây ví dụ như là mã nhân viên đi chẳng hạn. Đó, các bạn có thể xử lý như thế này luôn cũng được nè. Đó, các bạn có thể là ngay cái chỗ này nè, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái test input layout nha. Sử dụng test input layout kết hợp với test input edit test để làm cái giao diện cho nó đẹp. Hoặc là ví dụ các bạn mình làm nhanh thì mình có thể là gì? Xử lý bằng cái cách là sử dụng edit test cho nó nhanh nha. Rồi, set cái thằng này mực in xíu. Rồi, ok ha. Rồi, mã nhân viên nha. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái edit test. Max parent red content ha, set cho nó cái hint nhập mã nhân viên. Được không? Rồi, đặt ID cho thằng này edit mã nhân viên. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ có một cái thằng thứ hai cũng y chang thằng này luôn ha. Copy nha, copy cho nó lẹ. Rồi, thằng thứ hai. Đó, thằng thứ hai này thay vì là mã nhân viên thì mình sẽ là tên nhân viên, được không? Thằng này edit tên nhân viên. Rồi, nhập tên nhân viên. Đó, thằng thứ hai. Rồi, tiếp tục là gì? Thằng thứ ba là mình sẽ là phòng ban, đúng không? Vậy thì ở đây mình sử dụng spinner, thế nên ở đây mình copy cái test view thôi, bỏ vô. Rồi, phòng ban, phòng ban ha. Rồi, ok. Đấy, vậy thì phòng ban này thì mình sẽ sử dụng spinner. Vậy thì ở đây gọi spinner, max parent red content. Rồi, ok ha. Đặt
ID cho thằng này là SBN tên phòng 3. Rồi ok ha, tí nữa là mình sẽ live spinner này mình chọn các kiểu ha, chứ mình không có nhập nha, không có nhập. Rồi tiếp tục là gì, mình sẽ có cái button nữa đúng không. Rồi button ở đây là gì, thêm nhân viên đúng không, thêm nhân viên. Rồi BTN thêm nhân viên, ok ha. Rồi hoặc là các bạn có thể set cho nó cái background type cho nó cũng được, để cho nó đẹp hơn cũng được nha, background type. Rồi một cái màu nào đó chẳng hạn ha, màu, hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái custom của mình á. Các bạn có thể sử dụng cái custom của mình để các bạn làm cái giao diện nó đẹp hơn cũng được. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ có thêm cái button nữa là gì, trở về đúng không. Rồi, ví dụ như vậy nha. Đó các bạn có thể là thoải mái ha, xử lý giao diện miễn sao là nó đẹp là được. Rồi vậy thì sau khi mà mình xử lý xong cái thằng này xong, mình có cái giao diện của cái thằng thêm xong, thì bây giờ mình sẽ sao nhấn vô nút thêm ở bên thằng này ha, nhấn vô nút thêm ở bên thằng này đây, thì nó lòi qua thằng này, rồi sau đó nó nhập vô, nó nhấn nút thêm này thì nó sẽ trả ngược dữ liệu về cho thằng này. Trả về dữ liệu á, thì mình sẽ xử lý như sau ha. Chắc chắn là mình phải sử dụng cái Activity Resource Launcher. Chắc chắn là phải sử dụng cái thằng Activity Resource Launcher. Thế nên là bây giờ mình sẽ xử lý như sau nè. Đây, chỗ thêm nhân viên Activity nha. Thêm nhân viên Activity ở ngoài OnReact. Ngoài OnReact ha. Mình sẽ tạo cho nó một cái Activity Resource Launcher. Rồi, Activity Resource Launcher ha. Rồi, đây. Tạo cho nó một cái Activity Resource Launcher. Trong thằng này, mình sẽ gọi cho nó một cái Intent. Được không? Intent ha. Rồi, đặt tên cho nó là My Launcher. Rồi, mấy cái này là học ở trên trường hết rồi, cũng có video nói rất kỹ về thằng này rồi ha, thế nên là mình sẽ làm nhanh. Rồi, ở đây mình sẽ gọi cho nó là gì? Mình sẽ bằng đúng không? Bằng cái gì? Bằng Register for Activity Resource, đúng không? Truyền cho hai thằng này hai cái giá trị. Thứ nhất là gì? Contract. Đây, đó chính là thằng này, đúng không? Activity Resource Contract.start Activity for Resource. Rồi và thằng thứ hai mình truyền vào trong này nó chính là gì? Một cái callback ở đây. Đúng không? Rồi, vậy thì callback ở đây thì chỗ callback ở đây nó sẽ là gì? Xử lý cái dữ liệu trả về. Xử lý dữ liệu trả về. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần là gì? Gọi cái thằng launcher này nè cho một cái thằng nào đấy, thì khi mà cái thằng đó nó trả về thì ngay cái chỗ xử lý dữ liệu này nè, nó sẽ nhận được. Nó sẽ nhận được cái thằng này nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý ha. Mình sẽ xử lý tiếp tục nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau nè. Chỗ này BTN thêm nhân viên, mình sẽ gọi MyLauncher, MyLauncher.launch, đúng không? Mình truyền cho nó cái intent. Vậy thì bây giờ mình muốn là truyền qua thằng nào, đúng không? Thì mình sẽ gọi ngay cái thằng đó. Vậy thì chỗ này mình sẽ xử lý như sau nè, gọi intent đúng không? Rồi new intent. Rồi từ thằng nào? Từ thằng nhân viên activity.dist chuyển qua thằng thêm nhân viên activity.class, đúng không? Rồi sau đó là gì? Gọi chỗ này là gọi intent. Tại vì sao? Mình sẽ không có chuyển bất kỳ cái dữ liệu gì mà mình truyền qua bên kia hết ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý tiếp theo là gì? Nhấn vô cái thằng này nó sẽ qua bên này, đúng không? Vậy thì qua bên này thì bắt đầu là mình sẽ cho nó nhập dữ liệu đồ các kiểu, đúng không? Rồi vậy thì ở đây trước khi mà xử lý thì mình sẽ ánh sáng một số cái thằng. Thì trong này mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có cái edit test, edit mã nhân viên, đúng không? Rồi favorite r.id.edit mã nhân viên. Rồi thằng thứ hai là edit tên nhân viên, đúng không? Rồi edit tên nhân viên. Rồi sau đó là gì nữa? Mình sẽ có spinner, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có một spinner SBN tên phòng 3. Rồi ok, SBN tên phòng 3. Rồi mình sẽ có thêm nữa là gì? Hai cái nút, đúng không? Vậy thì ở đây BTN thêm nhân viên. Rồi ID BTN thêm nhân viên. Rồi tiếp tục là gì? Mình sẽ có BTN trở về, đúng không? Mình còn cái thằng trở về nữa. Rồi BTN trở về. Rồi ok. Rồi vậy thì bây giờ ánh xạ xong, thì bây giờ trước khi mà mình xử lý cái việc là gì, nhấn vô cái nút á, nhấn vô cái nút thêm,
thì bây giờ mình còn phải xử lý một cái việc nữa, đó là gì? Mình cần phải hiển thị toàn bộ cái danh sách phòng ban lên trên thằng Spinner này. Ha, chắc chắn là mình còn phải xử lý được cái việc đó. Nhưng mà bây giờ cái dữ liệu của phòng ban là thằng nào nó quản lý? Hiện tại dữ liệu của phòng ban là do cái thằng nào nè? Thằng phòng ban activity quản lý, đúng không? Đây. Trong thằng phòng ban activity này nó mới có cái data ở đây. Vậy thì bây giờ làm sao để mình có thể truyền cái data này nè qua cho thằng bên kia, chứ mình không có nhập lại nha. Mình không có nhập lại cái chỗ này, tại vì là thằng này nó đang quản lý mà. Thế nên là gì? Mình phải lấy cái dữ liệu ở đây nè, mình truyền qua bên kia. Rồi, vậy thì bây giờ mình truyền qua bên kia thì mình sẽ làm như sau nè, rất là đơn giản ha. Thay vì là mình gọi cho nó một cái danh sách ở trong cái ORI này, nó chính là một cái danh sách mà mình sẽ sử dụng là toàn cục, đúng không? Có nghĩa là mình tạo một cái array list ở đây, rồi mình add thẳng vô trong thằng này. Bây giờ thay vì đó, mình sẽ làm như sau nè. Mình sẽ tạo cho nó một cái hàm, và cái hàm đó nó sẽ sao? Nó sẽ tạo danh sách. Cái hàm đó tạo danh sách có nghĩa là gì? Mình sẽ copy hết cái đoạn này nè, mình bỏ vô trong cái hàm đấy. À, vậy thì gì? Cứ mỗi lần mà mình muốn sử dụng thì sao? Mình sẽ gọi cái hàm đó. À, mình sẽ gọi cái hàm đó nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau nha. Đây, bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái hàm. Đây nha, gọi cho nó một cái hàm public. À, cái hàm này nó sẽ trả về cho mình một cái array list. Array list này nó chính là gì? Cái phòng ban của mình đó. À, cái này mình đặt tên cho nó là get danh sách phòng ban. Được không? À, tạo cho nó một cái get danh sách phòng ban. Rồi, vậy thì danh sách phòng ban này mình sẽ xử lý như sau nè. Bước 1, mình sẽ đưa cái array list này nè thành một cái biến toàn cục. À, rồi, vậy thì ở đây mình sẽ đưa cho nó thành biến toàn cục. Private ha. Rồi, private thằng array list phòng ban này nè. Ha, array list phòng ban ở đây ha. Rồi, đưa cho nó thành một cái biến toàn cục. Rồi, ok ha. Rồi, bước thứ hai là mình sẽ copy hết toàn bộ cái thằng này nè. Copy hết toàn bộ thằng này nha. Rồi, mình cut nó nha. Mình cut nó nè. Là tí nữa là mình phải điền cái gì vô trong này nè. À, tí nữa là mình phải điền cái gì vô trong này để mình bù lại nó, đúng không? Rồi, vậy thì chỗ này mình sẽ kéo xuống ở đây, mình sẽ bắt thằng này ra. Chỗ này mình bỏ nó đi. Đó, thì cái thằng này nó là biến toàn cục. Ha. À, rồi, sau khi có thằng này xong thì sao? Thì cái thằng này, cái hàm này nè, hàm get danh sách phòng ban này nè, nó sẽ trả về cho mình một cái danh sách, đúng không? Vậy thì chỗ này mình sẽ là return về đúng cái danh sách của mình. Được chưa? Có nghĩa là gì? Khi mà nó gọi cái hàm này là tương tự với cái việc là gì? Tương tự với cái việc là các bạn sẽ có cái danh sách này. Ha, à, tương tự cái việc các bạn sẽ có danh sách này. Rồi, thì mình có cái danh sách này xong thì bây giờ làm sao? Danh sách này xong thì bây giờ ngay cái lúc mà mình load cái data ở đây nè thì mình sẽ gọi cái hàm, chứ mình sẽ không có gọi cái list này nữa. Các bạn hiểu vấn đề không? Ha, à, tại vì sao? Các bạn phải gọi cái hàm này thì nó mới có danh sách để các bạn truyền vô. Còn nếu như mà ở đây mà các bạn gọi cái list này nè thì tí nữa các bạn chạy lên á, nó không ra gì hết trơn á. Tại vì là gì? Cái danh sách nó đâu có được gọi. Ha, à, danh sách nó không được gọi. Vậy thì chỗ này nè, cái load data ở đây này nha, mình sẽ gọi cái gì? Mình sẽ gọi chấm cái get danh sách phòng ban. Đó, vậy thì cái chỗ data này nè là mình không có cần nữa. Ha, à, data này không còn nữa. Tại vì sao? Tại vì là ở bên dưới này là mình đã có cái danh sách rồi nè. Vậy thì chỗ này mình chỉ cần là gì? Gọi cái get danh sách phòng ban thôi. Ha, à, rồi, vậy thì khi mà gọi get danh sách phòng ban xong thì tương tự ở dưới này cũng vậy luôn. Chỗ này nè, cái chỗ mà search nè, xử lý search view nè, thì thay vì là mình gọi cái list thì chỗ này mình sẽ gọi get danh sách phòng ban. Đó, nó cũng là một. À, một là các bạn gọi đúng cái biến của nó, đúng không? Gọi đúng cái list của nó. Hai là các bạn gọi cái hàm chứa cái list của nó thôi. Y chang, nó không khác gì hết trơn. Ha, à, rồi. Vậy thì bây giờ chạy thử nha. Mình chạy thử khi mà mình xử lý lại cái thằng phòng ban activity á, xem thử là cái chức năng của thằng phòng ban nó có chạy hay không đã. Rồi từ từ mình sẽ tính tiếp tới cái thằng nhân viên. Nè, à, xem thử nó có lỗi cái gì không. Rồi, đăng vô đăng nhập nha, vô phòng ban. Đó, vẫn hiển thị ra như bình thường và vẫn search lên. À, search như bình thường ha, BB01, à BB1, đó, BB4, đó, y chang. Ha, à, không thành vấn đề ha. Nó vẫn là cái danh sách đó thôi, mà mình chỉ cần tách nó ra thành một cái hàm khác thôi để mình xử lý ở bên một cái thằng khác. Rồi, vậy thì khi mà các bạn đã tách ra được rồi là các bạn đã có cái thằng này. Cứ mỗi lần mà các bạn muốn xử lý thằng danh sách phòng ban á, thì mình chỉ cần gọi cái get danh sách phòng ban này thôi là xong, đúng không? Vậy thì bây giờ ngay cái chỗ thêm nhân viên này nè, bây giờ mình chỉ cần là gì? Đưa cái danh sách phòng ban ở bên thằng phòng ban activity sang cho thằng Spinner để nó hiển thị lên thôi là được.
đúng không? Và thì bây giờ hiển thị lên trên Spinner thì mình cũng sẽ làm tương tự như thằng List View, cũng sẽ tạo cho nó một cái adapter để mình có thể xử lý nó ha. Vậy thì ở đây mình cũng sẽ tạo cho nó một cái adapter thôi. Đây, adapter nha. Rồi, tạo một cái class, mình đặt tên cho nó là Spinner phòng ban adapter, được không ha? Đó, đặt tên cho nó là Spinner phòng ban adapter. Rồi, cũng tương tự như thằng kia luôn, cũng extend cái ban adapter cho mình. Rồi, cũng implement 4 cái phương thức này luôn. Rồi, sau đó là gì? Thằng này cũng vậy luôn, y chang à, cái adapter nó chỉ có một kiểu thôi. Đó, cứ vậy mà làm miết. Rồi, sau đó là gì nữa? Mình sẽ có cái array list, đúng không? Là cái thằng nào mà muốn hiển thị lên. Vậy thì muốn hiển thị lên nó chính là gì? Danh sách phòng ban, thì ở đây nó sẽ là list phòng ban. Hiển thị lên Spinner ấy. Đó, thì hiển thị lên nó chính là lấy danh sách phòng ban, đúng không? Rồi, tạo constructor cho nó. Rồi, ok. Rồi cũng xử lý như bình thường ngay chỗ này luôn, get item count luôn là list phòng ban.size. Rồi, cái chỗ này nó sẽ là gì? List.get position, đúng không? Rồi, get view ở đây. Rồi, ở đây nè. Thông thường ngay chỗ get view này á là mình sẽ làm sao? Thông thường chỗ get view này là mình sẽ tạo cho nó một cái view, đúng không? Rồi sau đó là mình sẽ add bằng line flutter vô, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ á, nó có vấn đề ở đây nè. Đây, thằng Spinner mà mình hiển thị lên á, là mình mong muốn là gì? Hiển thị lên trên cái thằng này là mình hiển thị mỗi cái test view thôi, một cái test view thôi, được không? À, mỗi test view thôi. Vậy thì bây giờ á, một là các bạn thấy nè, à, lúc trước á, là mình làm á, là mình có một cái thằng item phòng ban ở đây, đúng không? Item phòng ban đây. Khi mà nó hiển thị danh sách lên á, nó cũng hiển thị mỗi cái test view thôi. Thì một là các bạn sẽ sử dụng lại cái thằng này. Ha. À, và khi mà sử dụng lại thằng này thì sao? Khi mà các bạn trỏ Spinner vô thì sao? Nó sẽ có thêm cái hình. Ha. À, trỏ Spinner vô thì nó sẽ có thêm cái hình. Một là các bạn sử dụng cái thằng này. Hai là các bạn sẽ sử dụng một cái thằng nữa. Đó là gì? Trong cái thằng Android á, nó sẽ có một số cái layout mà nó dựng sẵn, đúng không? À, một số cái layout nó dựng sẵn, ví dụ như là thằng Symbolic Atom One, đúng không? À, Symbolic Atom One á, thằng Symbolic Atom One nó làm sao? Nó cũng là một cái giao diện mà nó chỉ có mỗi mình cái test view thôi, để nó hiển thị lên đúng một cái thông tin ở trên test view thôi, thì mình có thể sử dụng cái thằng đó luôn cũng được. À, các bạn có thể sử dụng thằng nào cũng được hết. Các bạn tạo ra một cái layout khác, các bạn add vô cũng được, hoặc là các bạn có thể là gì sử dụng cái thằng hệ thống khác sẵn luôn cũng được. Tùy các bạn ha, các bạn muốn sử dụng cái thằng nào cũng được luôn. Rồi, ví dụ như ở đây, mình có thể là gì? Mình làm nhiều cách ha, để cho các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như là bây giờ làm cái cách đầu tiên là cái cách là mình sẽ sử dụng cái layout của hệ thống. À, layout của hệ thống ha. Rồi, vậy thì layout của hệ thống thì nó cũng vậy thôi. Cách nào nó cũng vậy hết, tại vì nó chỉ khác mỗi cái layout thôi. Nó không khác cái gì hết trơn á, khác mỗi layout. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ gọi cho nó ha, cũng là app contest activity ha. Rồi, get layout flutter. Rồi, bình thường ha, không có gì hết trơn. Rồi, sau đó là gì? Cũng gọi view luôn, như bình thường, gọi influtter.influt luôn. Rồi, bây giờ mình lấy cái hệ thống đúng không? Lấy cái layout của hệ thống thì ở đây nó sẽ là gì? Android đúng không? .r.layout.symbolic.atom1. Thằng này, đúng không? Các bạn nhớ cái thằng này không? Thằng này là cái thằng mà các bạn nhấn vô các bạn sẽ thấy là gì? Mình sẽ có một cái test view ở đây nè. Và cái ID của thằng này nó tên là test1. À, ID của thằng này tên là test1. Rồi, vậy thì chỗ này mình cứ sử dụng thằng này thôi, tí nữa mình nó vẫn hiển thị lên được như bình thường nha. Nó không khác gì hết trơn. Rồi, thằng thứ hai nó là gì? Nó là parent đúng không? Và thằng thứ ba nó chính là thằng attack to root. Rồi, mình cũng sẽ return về view như bình thường. Không thành vấn đề. Rồi, sau đó là gì nữa? Mình sẽ có cái test view đúng không? Mình sẽ có là tt ví dụ như ở đây là nó sẽ là tt tên phòng ban. Ví dụ vậy ha. Rồi, bằng cái gì? Chính bằng view.fileViewById. Rồi, chỗ này nếu như mà đối với cái layout bình thường á mà mình xử lý á là mình sẽ gọi r.id đúng không? Còn ở đây mình đang sử dụng cái layout của hệ thống, thế nên ở đây mình sẽ phải là gì? android.r.id.test1. Đúng không? Test1 nó chính là gì? Nó chính là cái giao diện test view ID của thằng test view ở trong thằng Symbolic Atom One này. Đó. À, nó chỉ khác ngay cái chỗ này thôi. Đó, các bạn có thể sử dụng thằng này cũng được. Rồi sau đó là gì? Gọi cái list cho gọi cái set test nó ha, set test. Rồi list.getPosition.tên phòng ban. Đó, nó sẽ hiển thị ra được cái tên phòng ban cho mình. Rồi, vậy thì sau khi xử lý xong cái thằng
symbol adapter, thằng spinner spinner phòng ban adapter xong, thì bây giờ mình chỉ cần là gì, ngay ở trong thằng này nè, mình sẽ set adapter cho thằng spinner ha, cho spinner. Rồi thì ở đây mình chỉ cần gọi spinner phòng ban adapter, đúng không, new phòng ban spinner ra. Rồi cũng y chang luôn, cũng gọi cái thêm nhân viên activity.list. Rồi sau đó là gì, đưa cái list phòng ban. Rồi list phòng ban ở đây là mình lấy ở đâu đây nha, lấy phòng ban thì mình sẽ như sau nè, mình sẽ tạo cho nó một cái array list. Rồi array list phòng ban ha, rồi đặt tên cho nó là list phòng ban. Rồi ở đây mình sẽ làm như sau nè, mình sẽ new cái thằng phòng ban activity, rồi mình sẽ chấm get danh sách phòng ban, đúng không ha. Phòng ban activity nó là cái gì, nó chính là cái activity phòng ban của mình. Trong activity phòng ban mình có cái gì, mình có cái danh sách. Vậy thì sao, mình muốn lấy ra thì sao, mình sẽ khởi tạo cái thằng này và sau đó mình lấy cái danh sách ra, vậy thôi ha. Và các bạn lưu ý là gì, cái get danh sách phòng ban này nè, các bạn nhấn giữ control ha, các bạn có thể click vô thằng này thì nó sẽ qua cái thằng phòng ban activity này, thì các bạn sẽ thấy là gì, nó đã link với nhau rồi. Và lưu ý thằng này nó phải là public nha, public nó mới chạy được ha. Rồi vậy thì ngay cái chỗ này mình có cái list, ở đây mình có cái list, thì ở đây mình sẽ gọi cho nó cái list nha. Rồi ok ha. Rồi sau đó là gì, gọi spinner tên phòng ban chấm set adapter, đưa nó adapter vô, được không. Rồi chạy thử nè, chạy thử xem thử là nó có hiển thị lên hay không ha, rồi mình từ từ mình tính tiếp. Rồi từ từ, rồi ok ha, nhấn vô thêm nè, đó các bạn thấy ha, nó sẽ hiển thị lên được cái spinner dữ liệu ở trên thằng này ha. Vậy thì mình đã làm được cái bước đầu tiên là gì, hiển thị cái thằng spin dữ liệu phòng ban lên trên thằng spinner này rồi nha.